chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái tay giả đeo khẩu trang chống đeo tay ha các bạn. Do cái đặc thù công việc của chúng ta sử dụng khẩu trang thường xuyên á, thì những cái tay giả này sẽ giúp ích cho chúng ta được một phần nào để đỡ đau cái lỗ tai các bạn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số mẫu ha. Nói một số chứ cũng rất là nhiều luôn á các bạn. Chúng ta sẽ thay đổi những cái trang trí mà chúng ta có những cái mẫu móc khác nhau, thay đổi cái họa tiết và cái phần trang trí thôi là chúng ta đã có được một cái cho nam hoặc là cái cho nữ rồi đó các bạn. Đối với nam thì mình sẽ chuộng những cái màu tối như thế này nè các bạn, những cái mẫu cho nó đơn giản xíu ha. Còn những cái mà cho nữ á, thì chúng ta có thể thấy nè, rất là nhiều mẫu luôn, quá trời mẫu luôn nè các bạn. Đây mình hướng dẫn cho các bạn hầu như là hết luôn á các bạn. Còn sót có một vài mẫu thôi là mình ở cái clip sau nữa. Thì cái này là những cái bông hoa mình sẽ luồn dây đó các bạn. Khi mà chúng ta làm hai cái đầu bên đây nè để cố định lại cái phần dây, thì chúng ta sẽ các bạn thấy nè, nó đưa qua như thế này là chúng ta đã cố định được ở phía sau gáy của chúng ta đó. Còn ở cái phần dây á, thì chúng ta sẽ cố định lại như thế này nè. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luồn cái phần dây để cho các bạn làm ha. Còn mấy cái phần nút này thì nó đơn giản rồi, các bạn chỉ cần là để vô rồi chúng ta sẽ gài vô cái phần dây của cái khẩu trang giống như là cái phần màu vàng thôi ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích những cái mẫu tay giả này của Mimi Handmade nha. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đeo cái phần dây đó vô nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ để cái khẩu trang như thế này ha. Trước khi đeo vô trên cái mặt của mình á, thì các bạn sẽ luồn trước nha. Sẽ luồn cái này trước qua bên cái tai đầu tiên. Sau đó là các bạn sẽ đưa vô mặt của các bạn. Rồi các bạn sẽ luồn cái tai ra phía sau á, các bạn kéo cho nó qua cái điểm ở phía bên này. Rồi như vậy là nó đã qua được hai cái cọng dây rồi. Các bạn sẽ đặt cái này ở chính giữa và các bạn sẽ luồn cái cọng dây này nè vô cái phần hoa này là xong rồi đó các bạn. Khi mà các bạn đeo á là nó sẽ như thế này nè đó. Tại vì cái này á không có cái mặt á các bạn, thì nó không có diễn tả được hết. Nè, khi mà mình đeo thì cái mặt mình nó nằm gọn ở đây, thì cái khẩu trang này các bạn sẽ thấy nè là nó cố định được cái phần hoa ở phần sau gáy của mình rất là xinh xắn rồi nè các bạn. Còn ở cái phần trước nè đó, rất là gọn gàng luôn đúng không các bạn. Đó, chúng ta sẽ không có cần dùng nút gì trơn á, chỉ cần dùng những cái dây móc xích như thế này là chúng ta đã cố định được cái khẩu trang rồi nè, rất là im luôn. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể ở từng cái mẫu luôn á các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Thì toàn bộ trên bàn này là mình sử dụng len Mikuton hết nha các bạn. Và cái size kim á, mình cũng sẽ làm tự do nữa. Ở đây là mình có thể là sử dụng kim 2.5mm hoặc là kim hai đầu số 34 và mình sẽ móc đầu số 4, hoặc là có những cái mình móc kim 3mm nữa nha các bạn. Và ở đây mình sẽ nói sơ lược cho các bạn, tại vì mình làm nhiều mẫu, nhiều màu các bạn, rồi mình trang trí đổi qua lại. Ở đây là mình sẽ nói sơ qua cho các bạn, rồi các bạn sẽ nhớ và các bạn làm theo ha. Cái này là cái phần dễ nhất nè các bạn. Mình chỉ cần móc là những mũi móc kép thôi. Thì các bạn sẽ móc cho mình một dãy móc xích là dài là khoảng là 15cm. 15cm là tùy theo cái vòng đầu nữa nha các bạn. Nếu mà ai mà to con á thì các bạn sẽ làm 16 hoặc là 17cm để mà cho nó vừa vặn hơn ha. Và cũng lưu ý cho các bạn là khi mà mình móc cái tay giả này thì mình móc cái kim mà cỡ 3mm trở lại thôi, để mà nó được cứng cáp hơn, nó không có bị quá giãn á các bạn. Nè, khi mà mình móc xong một hàng mũi móc xích thì mình sẽ móc lên hai mũi móc xích và mình sẽ móc những cái chân móc còn lại là những mũi móc kép hết ha. Rồi sau đó là các bạn thích cái cherry cái kiwi này nè thì các bạn móc và các bạn sẽ dán vô. Cái này là mình dán luôn à các bạn, mình không có may lại ha, mình dùng keo nến á, cái mình dán. Và cái kiwi này mình đã hướng dẫn ở clip trước rồi, mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới cái phần bình luận cũng như là phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo ha. Còn cái này cũng vậy nè, cái này á thì khi mà cho bạn gái các bạn thì chúng ta sẽ để cái chùm tóc của chúng ta qua đây, rồi chúng ta cứ gài vô bình thường thôi. Cái này thì khá là đơn giản rồi các bạn, tại vì á khi mà mình
Khi mà mình dán á thì mình sẽ dán chỗ cái phần nhụy nha, chứ mình đừng có dán hết luôn nha các bạn, để cho nó cố định lại được á. Là khi mình đeo vô là nó sẽ cố định lại như thế này luôn nè. Đó, mình đã đeo thử hết rồi, nó không có bị sứt ra đâu, cho nên là các bạn sẽ rất là thoải mái ở chỗ này ha, là nó sẽ như thế này nè các bạn. Còn cái hoa này là hoa ban mai, nhưng mà mình không có làm cái búp ở phía trên đó các bạn, thì mình móc cái màu trắng là phần nhụy, cái màu cánh là màu tím thôi. Rồi các bạn có thể là thay đổi màu ha, một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần ở phía bên trong này. Rồi cái này thì các bạn có thể là tự do các bạn phối nè, ở đây là cùng một kiểu luôn nhưng mà mình phối cái hoa khác nè các bạn. Thì cái hoa này mình cũng đã có hướng dẫn rồi, mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới cái phần bình luận luôn ha. Cái hoa này mình sẽ gọi là hoa năm cánh nha các bạn, còn hoa này là mình sẽ gọi là hoa ban mai. Còn cái ngôi sao này nè, mình cũng đã có hướng dẫn ở clip trước rồi, mình cũng sẽ để chung ở phía dưới luôn. Thì khi mà các bạn dùng keo nến các bạn dán thì các bạn chỉ bắn keo ở chỗ cái phần chính giữa thôi, rồi mình dán. Còn mấy cái phần này là mình để nguyên để mà nó cố định được cái phần dây thun này nha. Rồi còn cái hoa này nữa nè các bạn, cái hoa này mình cũng đã có hướng dẫn rồi luôn nè. Gọi nó là hoa hồng nhí á, là nữa là mình sẽ ghi với đó là để cho các bạn biết ha, mình có hướng dẫn lá và hoa luôn. Rồi một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái họa tiết ở bên trong này, rồi các bạn cứ móc thôi. Còn cái chiều dài của cái tay giả thì tùy theo, ví dụ như bé thì tầm cỡ khoảng các bạn sẽ làm cỡ 12, còn người lớn này các bạn làm 15 hoặc 16, tùy theo cái kích cỡ ở đâu ha. Nếu như mà cỡ 55 kg, dao động là cỡ 48 đến 55 kg, các bạn sẽ làm 15 đi các bạn. Tại vì khi mà mình dán cái phần nút á, ví dụ như ở cái chỗ phần nút này nè, phần nút hai bên này là nó chiếm cỡ 1,5 cm rồi, thì nó ở cái phần trong này là tầm 13.5 nè, thì nó sẽ được hết à nghe các bạn. Chứ mình đừng có làm dài quá, cũng đừng có làm ngắn quá ha. Ngắn quá thì nó đau, nó khích quá, nó đau á các bạn. Còn dài quá thì nó lỏng lẻo, nó đâu có chặt được. Còn cái này thì các bạn cứ nè, cái nút này mình đã có hướng dẫn luôn rồi, mình sẽ để hết ở dưới cái phần mô tả ha. Cái này là nút len nha các bạn, nó nút bằng len. Cái này thì khi mà đeo lên là cố định là nó sẽ dính rồi nha các bạn, tại vì ở đây mình để thì nó hơi ấy. Còn cái này là các bạn có thể là phối tự do nè, các bạn có thể là gắn cái ngôi sao cũng được thay bằng nút, hoặc là cái hoa gì ở chỗ này. Một lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái mẫu này luôn ha. Còn cái mẫu này nè các bạn thì nó hơi phức tạp, một lát nữa mình sẽ dựa trên cái nền tảng của cái mẫu này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái mẫu khác nha, nhưng mà nó cũng dễ thương lắm. Còn cái phần nơ các bạn, mình cũng đã có hướng dẫn ở clip trước rồi. Thì cái này nếu mà các bạn muốn làm 15 cm á, thì các bạn cứ móc cái dải móc xích dài 15 cm, rồi các bạn sẽ làm theo cái nơ ở cái clip đó ha, dùng cái kim móc của cái clip đó luôn nha các bạn. Và tổng cộng mình móc sẽ là nè 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 hàng móc nha. Rồi các bạn móc 8 hoặc là 9 hàng, nói chung là cái bảng này cho nó to to lên cho nó đẹp nè các bạn. Nếu mà cái độ dài mà 15 cm mà mình móc có 6 hàng á, thì mình có nó cũng được luôn, nhưng mà nó không có đẹp bằng 8 hàng như thế này ha. Nói chung là các bạn sẽ coi và tự điều chỉnh nè. Ở đây là mình đo cho các bạn coi nè, cái nào cũng 15 chứ, 15 nè các bạn. Rồi cái phần cái bảng của nó là tầm 6.5 cm nè. Rồi ở đây mình đo thử cho các bạn ha, từ cái điểm đầu tiên tới điểm cuối cùng nè, cái này cũng gần 15 cm nè các bạn. Cái nào mình cũng làm giống nhau hết trơn á. Rồi còn cái họa tiết này thì một lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Cái họa tiết này thì mình nè, ở đây là nó có hai cái, một cái là mình làm nhụy trắng, rồi cái cánh này là cái cánh của mũi móc kép nè các bạn. Cái này là trong cái clip hoa 3 tầng á, thì mình sẽ làm cái tầng thứ nhất thôi. Mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới cái phần đó luôn ha. Cái này. Và những cái mình trang trí là mình đã có hướng dẫn cho các bạn hết rồi, chỉ có cái phần ở phía trong cái họa tiết này là mình chưa làm thôi. Rồi mình sẽ đo cho các bạn nè, ở đây cũng làm 15 cm luôn nè các bạn. Rồi còn cái này
cái hoa á các bạn. Đây, cái hoa hướng dương mình cũng đã có hướng dẫn rồi nè. Ở cái phần lá thì các bạn sẽ làm cái phần lá nó dài một xíu thì các bạn sẽ làm 9 mũi móc xích hoặc là 11 mũi móc xích ha. Rồi các bạn tăng cái số mũi kép ở phần trong này nè. Cái clip lá mình cũng đã có hướng dẫn rồi, mình sẽ để link hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả. Nè các bạn thấy là mình cũng dán cái lá này vô trong đây luôn để cho nó cố định lại, và hai bên đây là mình đưa hai cái nút này nữa là xong. Tại vì cái này hoa rồi thì mình không có làm đây là hoa nữa ha các bạn. Mình làm cái phần nút đi cho nó đẹp. Đó. Khi mà các bạn móc xong cái hoa hướng dương rồi thì các bạn làm thôi. Còn cái này nè thì mình chèn dây vô thôi. Còn cái dây này thì các bạn sẽ coi nè, nó cũng là 15cm nếu mà mình chập 4 lại á các bạn. Đó, một cọng dây này thôi. Tức là mình sẽ móc từ cái điểm này, từ cái điểm này, rồi mình móc một mình móc ở đây là tổng cộng là 135 mũi nè các bạn. Thì nó sẽ ra kích thước là bằng 15 nhân cho 4 á. Nè, 15 nhân 4 là 60cm. Mà mình móc cái này là 60cm đó, 135 mũi. Còn các bạn nếu mà tay móc của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ móc như thế đó ha. Rồi một lát nữa mình sẽ hướng dẫn kết nối cái dây này vô như thế nào để mà cho các bạn làm. Rồi còn cái này mình cũng đã có hướng dẫn rồi nè các bạn. Nè, cái này là hoa 3 tầng nè. Ở đây là mình có nói cho các bạn đó, thì mình làm tầng thứ nhất đó, thì khách mình yêu cầu là nhiều loại quá nè. Ở dưới đây là mình cũng chèn cái dây vô để mà mình làm, mình cột quá các bạn. Thì ở đầu clip là mình đã có chia sẻ cho các bạn cách cột rồi đó, thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Còn cái này cũng là hoa 3 tầng nữa nè, và mình làm cái mũi móc kép giống như thế này đó. Rồi cái mình dán hai bên là hai ngôi sao màu vàng, ở dưới đây là hoa màu vàng. Rồi các bạn có thể tham khảo ha. Rồi chúng ta cứ dùng keo nến chúng ta dán cho nó nhanh, với lại ở đây nè cho nó mềm mịn luôn ha các bạn, nó không có bị đau mình. Rồi còn cái hoa ban mai này nữa nè các bạn. Hoa ban mai thì mình cũng luồn hai cái cọng dây này ở đây luôn, rồi cái mình cột thôi. Ở phía sau có một hoa thôi rồi cũng đẹp rồi á các bạn, rất là dễ thương ha. Em một lát nữa mình sẽ demo cho các bạn. Mình sẽ nối cái dây vào đây. Ở này là mình móc sẵn rồi nè. Mình chỉ cần việc là nối dây cho các bạn thôi là các bạn dễ dàng rồi. Còn cái hoa này là cái hoa 6 cánh 3 tầng nè các bạn. Mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Mình sẽ để link luôn ha. Các bạn thích thì các bạn sẽ làm. Nói chung là mình sẽ làm cái họa tiết vài mẫu cho các bạn thôi. Còn ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn thêm nữa, chứ một clip mà mình không có làm tất cả các mẫu được cho các bạn. Ở đây là mình sẽ nói sơ qua như vậy cho các bạn, để các bạn nhìn xuống cái phần bình luận thì các bạn thích cái loại nào thì các bạn cứ click vô và các bạn sẽ trang trí nha. Rồi cái họa tiết này, cái trái tim mình cũng đã có hướng dẫn rồi nè các bạn. Cái này thì nó đơn giản rồi. Rất là dễ thương đúng không các bạn. Mình cũng sẽ dán ở phía chính giữa thôi. Mình chừa hai bên nè, mình chừa ở trong nè, và mình chừa ở đây để mà nó cố định lại cái dây đó ha. Ở đây cũng vậy nè, mình chỉ cần thay một xíu thôi. Thay vì là mũi móc kép không nè các bạn, mình đi thêm một cái hàng viền mũi móc đơn nữa. Thì thay vì ở đây là mình làm 15cm ha, cái hàng đầu tiên, thì ở đây là mình làm khoảng 14.5cm ở cái hàng mũi móc kép thôi, để mình vòng lại, mình viền lại là nó sẽ ra 15cm nha. Đó, rất là xịn sò luôn đúng không các bạn, quá trời mẫu luôn. Còn cái này mấy mẫu này đơn giản nè các bạn. Thì mình làm cho nam á, thì mình sẽ chọn những cái mẫu nào mà đơn giản và cái màu nó màu đơn như thế này thôi, lịch lãm luôn ha các bạn. Mình làm khoảng 10 cái cho nam thôi à. Còn đa số là mình làm cho nữ. Rồi ở cái chỗ phần này nè, chỗ họa tiết con sò này nè các bạn, thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn ở cái clip mà băng đô rồi, thì mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả luôn ha. Ở đây là mình sẽ ghi là cái tay giả họa tiết sò nha. Rồi các bạn sẽ coi cái mục đó, rồi các bạn cứ click vô các bạn làm. Và ở đây là mình làm tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái họa tiết như thế này. Rồi mình đo ra được là 15cm. Nói chung là các bạn có thể là móc cái kim và len khác mình
tại vì chúng ta sẽ lựa chọn kim móc và len khác theo cái nhu cầu của mình, mà mình có cái gì thì mình làm đó thôi à các bạn. Thì các bạn cứ đo, cứ móc lên từ cái hàng đầu tiên tới 15cm là được nha. Rồi các bạn cứ dán cho mình như thế này à, đó, trang trí rồi chúng ta sẽ dán thôi. Một lát nữa mình sẽ dán mẫu cho các bạn nha. Còn cái phần trái tim nè các bạn, trái tim này cũng khá là dễ thương đúng không? Ở đây là mình làm tổng cộng là 5 trái tim là được 15cm á. Và cái clip đó mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Cái clip đó là clip băng đô trái tim. Đây các bạn, thì một trái tim là bằng 8 mũi móc xích nè. À, thì cái này mình sẽ móc là số chia hết cho 8 cộng 1. Ở đây là 5 trái tim. Như vậy là mình sẽ lấy là 5 nhân cho 8 là được 40 mũi móc xích. Cộng cho 1 nữa là mình sẽ móc là 41 mũi. Thì nó sẽ ra là 5 trái tim như thế này. Rồi các bạn sẽ móc theo cái clip đó nha. À, các bạn móc là 41 mũi móc xích và chúng ta sẽ có được 5 trái tim. Và các bạn móc theo cái kim móc của cái clip đó luôn nha. Mình nói qua như vậy là các bạn cũng đã nắm rõ rồi ha. Những cái nào mà mình đã có hướng dẫn rồi, mình sẽ để ở dưới cái phần bình luận hết. Như là trái tim, hoa, hoa năm cánh, hoa ban mai, hoa hồng, hoa hướng dương, cũng như là kiwi, rồi hoa ba tầng, hoa một tầng, rồi những cái này, rồi cái hoa năm cánh này nè các bạn, mình đã có hướng dẫn hết rồi, nơ nữa, rồi họa tiết sò, rồi trái tim. Rồi như vậy là chúng ta sẽ nếu mà thích cái mẫu nào thì các bạn cứ nhìn xuống dưới rồi các bạn móc nha. Còn ở đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vài mẫu. Đầu tiên sẽ là cái mẫu này nha các bạn. Cái mẫu này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm cái hạt ngọc khoảng 8mm này nè. Và kim móc mình sử dụng là kim móc đầu số 4 ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái kim này nha các bạn. Cái kim kia thì nó hơi đâm vô tay mình không quen á. Bây giờ các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len dài như thế này đi, để một lát nữa cái mình khâu cái hạt ngọc đó vô luôn ha. Rồi các bạn tạo cho mình một cái nút thắt. Chúng ta sẽ móc lên 8 mũi móc xích. 4, 5, 6, 7, 8. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ nhất. Các bạn sẽ kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Từ đây các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này tương tự cho một mũi móc kép nha các bạn. Các bạn quấn len một vòng lên kim nè. Đâm kim vào cái vòng tròn này, móc 4 mũi móc kép. 2 3 4 4 mũi móc kép cộng với 3 mũi móc xích ban đầu, tức là 5 mũi á các bạn, 5 mũi kép rồi đó. Các bạn sau khi kết thúc á, các bạn sẽ đưa cái này lên phía trên một xíu nè. Tháo cái kim móc ra. Các bạn đếm nè. 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ 3. Các bạn đưa cái kim móc này vô cái vòng tròn này. Kéo cái phần len này cho nó ngắn lại. Rồi đưa cái phần len này qua cái chân móc đầu tiên. Chúng ta được một cái cánh hoa đầu tiên luôn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn này và thực hiện cho mình một cánh hoa tiếp theo với 5 mũi móc kép. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ đưa cái này lên, rút cái kim ra, đâm kim vào trong móc đầu tiên, đưa kim móc vào cái chỗ này và kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc cánh thứ 3 và các bạn sẽ làm cho mình lần lượt đến cánh thứ 8 luôn ha. 2 3 4 5. Kéo lên, đâm kim vào chân đầu, kéo len này qua, móc lên 2 mũi móc xích và làm tới cánh thứ 8. Còn một cái cánh cuối cùng nè các bạn. Bây giờ khi mà cánh cuối á nó khó á, các bạn cứ kéo qua một bên như thế này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích ha, làm cái cánh cuối cùng. 1 2 3 4 5. Rồi
chúng ta cũng làm một cánh. Xong rồi đó các bạn, bây giờ kéo móc lên hai mũi móc xích nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm hai mũi móc xích ở phía bên chân móc này nè. Các bạn sẽ trượt mũi vào đây nha. Rồi sau đó các bạn sẽ trượt mũi cho mình thêm một lần nữa vào cái dây hai mũi móc xích á. Rồi chúng ta sẽ kéo cái này lại nè. Đó các bạn, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần hoa này ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần cái tay ra phía bên ngoài. Các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi móc xích ha. Các bạn quấn len, đâm kim vào trong cái dây này, móc cho mình 4 mũi móc kép giống hệt như cái cánh ban đầu á các bạn. Mình sẽ làm hai cái cánh ở trong cái phần này ha. Rồi các bạn kéo lên và cũng đếm nè, 1, 2, 3 đâm kim vào cái chân móc xích thứ ba, rồi đâm kim qua đây kéo và thực hiện một bắp đầu tiên, bắp thứ hai trong đây luôn. Các bạn cũng sẽ móc vô đây 5 mũi móc kép. Bốn mũi cuối cùng. Năm. Rồi, các bạn cũng sẽ làm cho mình một cánh như thế này nữa. Rồi móc lên cho mình một mũi móc xích đi các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ quay ngược cái đầu móc này lại, trượt mũi vào cái dây chính giữa nè. Các bạn móc một mũi trượt ha. Móc lên 3 mũi móc xích và cũng làm hai cánh tương tự cho mình. 3, 2 rồi đó. 3, 4. 4 kép cộng với 3 xích ban đầu. Rồi đâm kim vô cái chân móc xích thứ 3 nha các bạn. Rồi đưa qua đây và tạo một cánh. Móc lên 2 mũi móc xích và lại làm cái cánh thứ 2. Các bạn cứ làm lần lượt như thế ha. Quay đầu ngược đầu móc lại. Rồi chúng ta cứ móc 2 cánh. Nè, quay ngược đầu móc lại và chúng ta cứ móc 2 cánh. Rồi ở đây là 1, 2, 3. 3 lần ha. Còn cái mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối cái hàng thứ 3 của phần này đi. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn móc cái cuối nha. Cái cuối mình làm cá thôi để mình gắn cái hạt nút thôi à. Mình đã móc tới cuối cái hàng thứ 3 nè các bạn. Bây giờ móc lên một mũi xích, quay ngược cái đầu móc này lại ha. Trượt mũi vào trong cái dây này. Và chúng ta móc một cánh cuối cùng. Móc một cánh thôi. Không móc một cánh cũng được luôn nha các bạn. Tại vì cái này nè, mình làm cái phần nút mình sẽ gắn vô thôi à. Ở đây là mình móc là ba xích rồi nè, với lại ba kép. Ở đây các bạn móc cho mình ba xích cũng được nữa. Rồi mình sẽ chụp mũi vào đây. Nếu mà bạn nào móc lên một mũi xích đi, các bạn cắt len luôn cũng được. Bạn nào mà cái tay móc á nó nhỏ thì các bạn có thể là tăng cái size kim lên ha. Hoặc là các bạn có thể là đo cái này coi mình móc được nhiêu rồi, thì tổng lại cái hoa này cộng với bên đây, cộng với bên đây sẽ ra là 15cm là được nha các bạn. Ở đây là chúng ta sẽ tự do thoải mái. Còn nè, ở đây là cái bề mặt phải của chúng ta phải không? Cái này là mặt trái nè. Các bạn lận cái này nó lên ha. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ lận nó lên. Đó, như vậy là chúng ta nó cùng về một phía rồi đó các bạn. Cái bắp nào nó còn nó xẹp xuống thì các bạn sẽ lận nó lên nha. Đây, một lát nữa cái mình sẽ để cái phần này nè lên trên này luôn. Đó các bạn, nó sẽ bít luôn à. Nếu mà các bạn làm một cánh nữa cũng được nữa, hoặc là các bạn sẽ làm như thế này cho mình ha. Ở đây là hồi ấy là cái cánh đó là mình làm khác nè, cái này mình làm khác nè. Kệ, cái nào mình thấy đẹp là mình làm thôi à các bạn. Giờ các bạn sẽ cắt len, rồi mình sẽ nối len qua bên kia. Một lát nữa các bạn giấu len đưa cho mũi móc cho mình ha. Xoay qua bên đây. Nè, bên cái nhánh đối diện nè các bạn là cái dây này. Thì các bạn sẽ móc đầu tiên vô. Kéo len này qua. Móc lên 3 mũi móc xích. Và chúng ta cũng móc 4 kép để thực hiện cái cánh hoa đầu tiên. Kẹp cái phần
cái phần len thừa hồi nãy á, vô nha các bạn. Nè, cái len đầu tiên nè, để hồi nữa mình cắt luôn à. Rồi, đưa vô cái chân móc xích đầu tiên, kéo này qua, tạo cánh thứ nhất, móc lên hai mũi móc xích rồi tạo cánh thứ hai, và các bạn sẽ làm tới cuối hàng như bên đây luôn nha. Mình đã hoàn thành hai bên luôn này à, các bạn. Rồi mình cũng đã giấu cái phần len của hai cọng này rồi. Cái phần chính giữa này một lát nữa mình sẽ lấy cái kim khâu len và chúng ta sẽ nối cái hạt ngọc vô ha. Ở đây mình sẽ đo cho các bạn xem nè. Đây, thì chúng ta đã móc được tổng cộng là 15cm nè các bạn. Thì các bạn có thể thấy là ở bên đây cái mũi móc này nó to hơn xíu nè. Cái này là mình móc kim 3mm nè, bởi vì là nó to hơn và nó mềm hơn xíu. Thì hai cái này chênh lệch khoảng 0.5cm nè, các bạn có thể tham khảo ha. Muốn cứng cáp như thế này thì các bạn có thể là móc cái kim hai đầu số 3-4 giống mình, hoặc là các bạn nào mà tay móc mà nó nhỏ nhỏ thì các bạn cứ tăng size kim lên 0.5 nữa cho mình ha, là cái này cho nó to hơn xíu. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy kim khâu len đi, rồi các bạn xỏ cái len này qua kim khâu len. Rồi chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên đây nha các bạn. Nè, ở phía dưới các bạn đâm kim lên phía trên. Đây, đâm kim lên phía trên. Rồi đồng thời đưa cái hạt ngọc này vô. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim qua bên cái phần đối diện nè các bạn. Các bạn đâm kim qua như thế này ha. Rồi các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới. Đó, để cho nó chắc chắn nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Đưa nó xuống phía dưới nè. Lật này lên, các bạn sẽ thắt nó lại bằng một cái nút thắt ở chỗ này nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Nó rất là đơn giản đúng không các bạn. Rồi một lát nữa mình sẽ lấy keo nến mình dán hai cái phần nút vô nha. Một lát nữa thì mình làm xong hết rồi cái mình dán luôn nha các bạn. Rồi mình để duyên ra một bên đi ha, rất là xinh xắn. Và bây giờ tới cái hoa tiết gợn sóng này nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình cái này thì nó cũng khá là thú vị nè các bạn. Các bạn có thể là làm bao nhiêu mũi cũng được ha. Ở chỗ các bạn này các bạn thích nó nhỏ hơn cũng được, mà thích nó lớn hơn cũng được nữa, là tùy theo các bạn lựa chọn nha. Ở đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình, chừa gan đoạn len đi, mình giấu cho nó dễ các bạn. Tạo một cái nút thắt ha. Rồi móc lên 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móc thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Và kéo cái phần len này lên trên cao xíu ha. Đâm kim vô cái mũi móc xích thứ 6. Các bạn quấn len một vòng lên kim nè. Đâm kim vô mũi móc xích thứ 6, kéo len qua, kéo bằng độ cao ở cái chỗ len đầu tiên nè. Xong rồi quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái mũi móc xích thứ 5, kéo len, quấn len, đâm kim vào mũi móc xích thứ 4, kéo len lên, quấn len, đâm kim vào mũi móc xích thứ 3, quấn len, đâm kim vào mũi móc xích thứ 2, quấn len, đâm kim vào mũi móc xích thứ nhất. Rồi bây giờ cứ hai vòng len là chúng ta sẽ kéo qua một lần ha các bạn. Nè, đưa cái phần len này qua hai vòng đầu tiên, xong rồi đưa qua hai vòng tiếp theo nè, đưa qua hai vòng tiếp theo ở phía dưới nha, chúng ta không tính cái vòng len trên kim này nha. Rồi tiếp theo đưa qua hai vòng, đưa qua hai vòng, hai vòng. Ở khúc cuối nè các bạn, còn nhiêu nè các bạn sẽ kéo qua hết luôn đi ha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái hàng đầu tiên như thế này rồi. Các bạn móc lên hai mũi móc xích, 1, 2. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái phần này lên nè. Rồi các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào mũi móc xích đầu tiên á, các bạn kéo len qua. Rồi bây giờ các bạn quấn len, đâm kim vào từng cái chân móc nè các bạn, từng chân móc nè. Bỏ cái chân móc đầu tiên ha,
mình sẽ không đâm kim vào đó để mình tạo cái phần bậc thang á các bạn. Cứ quấn len đâm kim vào từng chân móc thôi. Đó, như vậy là mình đã xong rồi nè. Kéo qua hai lần. Lần thứ nhất, kéo qua hai lần. Lần thứ hai, kéo qua hai lần. Lần thứ ba, kéo qua hai lần. Lần thứ tư, kéo qua hai lần. Kéo qua hai lần, lần thứ năm nè các bạn. Rồi, một lần cuối cùng là lần thứ sáu á. Tại vì hồi nãy các bạn móc lên 6 mũi móc xích mà, cho nên là chúng ta sẽ kéo qua 6 lần nha. Rồi, tiếp tục các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích và kéo cái phần này làm y hệt như hàng móc thứ hai. Đâm kim vào cái mũi móc xích đầu tiên, kéo lên. Và chúng ta cũng sẽ đâm kim vào từng cái chân móc như thế này. Bỏ qua cái chân móc đầu tiên, cái chân móc cuối cùng ha, chúng ta sẽ không móc vào đó. Đó các bạn, cứ như vậy là chúng ta đã có bậc thang đi lên. Và bây giờ các bạn kéo qua 2 vòng. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Rồi các bạn sẽ làm tới đâu? Tới 15cm. Tính từ cái điểm này, điểm ở giữa nè các bạn. Các bạn cứ đo ở cái phần này nè, lên tới đây nè, đo chính giữa cho mình nha, ngay đây. Còn lên tới 15cm là mình ngưng. Giống như thế này, ở đây là coi như mấy hàng nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mình làm là 12 hàng là đủ 15cm đó các bạn. Còn các bạn nhiều hơn thì kệ, không sao hết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc những cái hàng móc tiếp theo nha. Mình đã móc xong 15cm rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi xích và chúng ta kéo ra một cái đoạn len và cắt len. Dễ dàng đúng không các bạn? Bây giờ các bạn sẽ xỏ cái len thừa này qua kim khâu len và chúng ta giấu luôn ha. Các bạn sẽ giấu hai đầu đi. Rồi ở cái này các bạn muốn trang trí cái gì thì mình sẽ tự trang trí ha. Ngôi sao hay là phần nút len hoặc là phần bông hoa, trái tim gì cũng được hết. Rồi các bạn đưa nó vô phía trong nè. Rồi các bạn cắt len. Rất là đơn giản thôi. Rồi các bạn giấu cái phần len bên đây luôn nha. Nè, mình kiểm tra lại cho các bạn. Từ điểm này tới điểm này 15cm nè các bạn. Tại vì mình sẽ dán cái hàng nút á chính giữa. Bây giờ chúng ta tới tiếp cái họa tiết này nha các bạn. Rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Dễ thương lắm luôn. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt trước nha. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á. Các bạn sẽ móc một mũi trượt, 4 hoặc 5 mũi đều được nha các bạn. Chúng ta chỉ tạo một cái vòng tròn để mà chúng ta dễ dàng móc vô cái vòng tròn này thôi. Các bạn lại móc lên cho mình 3 mũi móc xích nè, tượng trưng cho một mũi móc kép á. Các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn này tổng cộng cho mình 5 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích ha. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Cái chân móc vòng tròn này nè. Các bạn sẽ trượt mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích ha. Quay ngược đầu móc lại. Và các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc kép vào cái nhánh này. Cái nhánh của 3 mũi móc xích trước đó. Các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc kép. 2, 3, 4, 5. Sau đó các bạn lại móc lên 3 mũi móc xích và trượt mũi vào trong cái khoảng trống này. Các bạn trượt mũi. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại nha các bạn. Và lại tiếp tục móc vào cái nhánh này 5 mũi móc kép. 3, 4, 5. Tiếp tục 3 mũi móc xích, trượt mũi vào trong cái nhánh đó. Lại móc lên 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại và móc vào cái khoảng trống của 3 mũi móc xích. Lại là 5 mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến 15cm luôn nha.
tính từ cái điểm đầu tiên này đến 15 cm. Rồi rất là đơn giản luôn đúng không các bạn? Cứ móc nhầm là chúng ta đã được cái họa tiết đẹp rồi. Mình đã móc được 15 cm rồi nè các bạn. Ở đây là mình đã có được 2, 4, 6, 8, 10 10 rưỡi ha các bạn. Các bạn cứ móc nhiêu đó thì tùy nha. Rồi chúng ta khi mà móc xong á, các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo ra đoạn len và chúng ta sẽ cắt len. Và chúng ta cũng sẽ giấu len vào trong cái mũi móc, giống như những cái trước đó mà mình giấu ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tiếp theo. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành rồi nè các bạn, mình giấu len xong rồi. Các bạn muốn trang trí cái này thì các bạn sẽ trang trí ha. Chúng ta cũng sẽ dán qua hai cái đầu này là được à. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái họa tiết này đi ha các bạn. Cái này nó cũng dễ thương nè. Cái này thì có thể là làm cho anh em nữ gì cũng được. Các bạn cứ thay cái hàng nút là được rồi, là nó đã đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy phần len ra nha. Cái phần này á các bạn, chúng ta sẽ làm cái dãy móc xích số chia hết cho 4 nha. Đây, tại vì mỗi cái hàng họa tiết của chúng ta là cách 3 mũi móc xích, chúng ta sẽ đâm kim vào cái mũi móc xích thứ tư để mà chúng ta móc. Cho nên là chúng ta sẽ chia ra như vậy. Ở đây là cũng 15 cm nè. Nè, bao nhiêu cụm? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 lần 4 là 32. Như vậy là chúng ta sẽ móc là 32 mũi móc xích nha các bạn. Rồi các bạn móc lên cho mình 32 mũi móc xích. 4 5. Sau khi các bạn móc xong 32 mũi móc xích á, các bạn sẽ móc lên cho mình thêm 2 mũi móc xích nữa ha. Đâm kim vào cái trong móc xích thứ 32 á, các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép. 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè. 1 2 3. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ tư á, các bạn móc cho mình một cụm 4 mũi móc kép. 1 2 3 4. Rồi tiếp tục các bạn lại đếm nè. 1 2 3. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ tư này, các bạn móc cho mình 4 mũi móc kép tiếp theo. Rất là đơn giản á các bạn. Một lát nữa cái mình vòng qua cái mình móc nữa là xong rồi. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cái phần kế cuối nè các bạn, còn 4 chân móc ha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này nè. 7 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi như vậy là chúng ta đã có cái chỗ mà chúng ta dán cái phần nút vô đó các bạn, nút hoặc là ha vô ha. Rồi ở chỗ cái này các bạn sẽ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc nè. Chúng ta sẽ di chuyển tới cái phần 4 mũi móc kép trước đó nè, để chúng ta móc 4 mũi móc kép đối diện. 1 2 3 4. Rồi tương tự như cái phần này, các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái mũi cái chân móc của 4 mũi móc kép trước đó để các bạn sẽ làm ha. Và các bạn sẽ làm tới cuối hàng luôn. Hồi nãy ở cuối hàng á các bạn, mình đã móc được 3 mũi móc kép ở đó rồi đó. Các bạn móc thêm cho mình 4 mũi móc kép vào cái chân móc cuối cùng nữa ha. Rồi chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc xích đầu tiên này để mà chúng ta kết thúc hàng móc luôn nha. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này và chúng ta chuột mũi, kéo cái phần len này lên đi các bạn và chúng ta sẽ cắt len nha. Không phải cái tay móc của ai cũng sẽ giống nhau, vì vậy là chúng ta sẽ cứ việc lấy cái số chia hết cho 4 mà các bạn sẽ móc khởi tạo số móc xích tương ứng nha. Rồi ở đây các bạn sẽ giấu len cho mình, đưa cái phần len hồi nãy mình chưa có móc lên một mũi móc xích đó các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đó luôn và đưa cái phần len này xuống và chúng ta sẽ giấu nó vào trong mũi móc ở phía dưới này ha. Hồi
hồi nãy giờ mình làm cũng được 4 mẫu rồi đúng không các bạn? Mình làm vài mẫu nữa là mình sẽ ngưng ở đây ha. Rồi clip sau thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn vài mẫu nữa. Ở này thì các bạn sẽ cắt đi. Đây các bạn, mình kiểm tra lại coi mình đã móc được nhiêu rồi. Nè, 15 rồi nè. Đó, như vậy thì chúng ta có thể là canh chỉnh ha. Nếu mà trên lời 0.5 cũng không thành vấn đề đâu mà các bạn. Rồi bây giờ mình để qua một bên. Chúng ta sẽ tới cái mẫu luồn cái đồ cột tóc qua ha các bạn. Rồi các bạn sẽ tự trang trí ha. Nhiều cái ha. Các bạn trang trí đây phần nút cũng được, phần hoa ban mai cũng được, phần năm cánh cũng được, trái tim cũng được luôn nha. Rồi chúng ta sẽ lấy len ra và tạo một mũi, một nút thắt trước. Rồi chúng ta sẽ móc lên 30 mũi móc xích nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau khi các bạn móc xong á, các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích nữa. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái trong móc xích thứ 30 á. Các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi nửa kép. Và làm lần lượt những cái chân móc còn lại là những mũi nửa kép cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ có 30 mũi nửa kép. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Xong rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Và chúng ta sẽ quay ngược đầu móc này lại và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Móc một mũi móc đơn, chân thứ 2, 1 đơn, chân thứ 3, 1 đơn, chân thứ 4, 1 đơn, chân thứ 5, 1 đơn, chân thứ 6, 1 đơn. Rồi, từ cái chân móc thứ 6 này nè, các bạn sẽ móc lên cho mình 18 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thì ở đây 6 mũi móc đơn cộng với 18 là được 24 mũi rồi đó các bạn. Và chúng ta sẽ đếm lùi lại cái phần này nè. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim vào cái chân móc thứ 6 này nè. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Để chúng ta làm cái khoảng trống á các bạn. Để mà chúng ta luồn cái tóc của chúng ta qua đây nè. Đó. Thay vì là chúng ta sẽ móc hàng thứ 2 bằng với cái số mũi móc ở cái hàng thứ nhất là 30 mũi nửa kép, thì chúng ta sẽ làm như thế ha. Rồi bây giờ những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Rồi chân móc cuối cùng rồi nè. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha. Quay ngược đầu móc lại. Và chúng ta sẽ làm cái hàng này là hàng mũi nửa kép giống như cái hàng móc thứ nhất nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi nửa kép, chân thứ 2 một mũi nửa kép, chân thứ 3, chân thứ 4, thứ 5 và thứ 6 nè. Rồi, ở chỗ này thì 18 mũi móc xích chúng ta sẽ có tương ứng là 18 mũi nửa kép. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi nửa kép, chân thứ 2 một mũi nửa kép, và các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng móc luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Và các bạn muốn đơn giản á thì các bạn sẽ làm tới đây thôi là các bạn ngưng được rồi. Và chúng ta sẽ để hai cái phần nút hoặc là hoa hoặc là trái tim gì đó, mình sẽ để qua hai bên và mình sẽ làm nha. Cái này rất là dễ thương luôn nè các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn làm giống như mình nè, thì các bạn sẽ làm thêm một hàng nữa. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào cái chân móc nửa kép ở phía dưới này nè các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi trượt ha. Sau đó là móc lên 2 mũi móc xích, móc một mũi móc kép vào đây, vào cái chân móc đó luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng bên này, cái hàng phía dưới nè. Sau đó là các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đó, các bạn lại móc một mũi móc kép. Và bây giờ chúng ta lại đếm nè. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích thứ 3. Ở cái chân móc thứ 3. Sau đó là móc lên 2 mũi móc xích. Rồi móc 1 mũi móc kép vào cái chân móc này nha các bạn. Và chúng ta lại đếm nè. 1, 2, 3. Trượt mũi vào đây. Móc lên 2 mũi móc xích. Và chúng ta lại móc 1 mũi móc kép. Lại đếm 1, 2, 3.
chụp mũi vào đây. Cái này giống như là viền của cái áo khoác eo xà trước đó mình đã có hướng dẫn rồi đó các bạn. Các bạn sẽ làm như vậy cho tới cái đầu bên đây luôn ha. Cái đầu cuối cùng này đi rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc tới cái điểm cuối này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vào cái chân móc cuối cùng luôn ha. Các bạn đã móc lên 2 mũi móc xích và làm 1 mũi móc kép ở đây. Rồi tiếp tục các bạn lại chụp mũi qua cái chân móc đầu tiên này luôn đi các bạn. Móc lên 2 mũi móc xích. Rồi chúng ta lại móc 1 mũi móc kép. Và chúng ta lại đếm 1, 2, 3 và chúng ta sẽ chụp mũi. Rồi chúng ta sẽ làm tới cuối hàng luôn nha. Và chụp mũi ở chỗ cái điểm cuối này và chúng ta cắt len. Mình đã chụp mũi và mình giấu len, mình cắt len luôn rồi nè các bạn. Đó, chúng ta được cái form này. Thì các bạn có thể là trang trí hai này. Lát nữa mình sẽ cùng trang trí với các bạn ha. Đó, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần dây của cái phần hoa đi ha các bạn. Thì hoa thì các bạn biết cái loài hoa nào hoặc là yêu thích cái loài hoa nào thì các bạn sẽ móc. Và chúng ta sẽ làm tương tự như cái này luôn ha. Chúng ta sẽ không có gì khác nhau hết trơn á. Chỉ cần nối len vô là mình sẽ làm được thôi à. Và bây giờ các bạn sẽ chọn một cái điểm nào mà nó bám dính được á, ở cái chân, ở cái phía phần dưới của cái loài hoa của các bạn ha. Rồi các bạn sẽ trừ ra cho mình một cái đoạn len như thế đi. Rồi chúng ta sẽ kéo cái đoạn len này qua, móc lên cho mình. Hồi nãy mình có nói đó, khi mà chụm lại thì chúng ta sẽ có được là 15 cm. Rồi mình sẽ làm 4 lần ha. Nè, nè, 4 cái cọng dây này nè các bạn. Khi mà chụm lại là được 15 x 4 là 60 cm. Thì chúng ta sẽ móc là 60 cm ha. Mình sẽ móc 135 tương ứng với cái tay móc của mình là 60 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi các bạn móc xong cái số móc xích của các bạn á, thì chúng ta sẽ kiếm một cái điểm đối diện bên cái phần này để mà chúng ta sẽ trượt mũi ha các bạn. Nè, đâm kim qua. Rồi các bạn kéo cái phần len này qua. Kéo phần len này qua và chúng ta sẽ trượt mũi nha. Sau đó là móc lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta cũng sẽ cắt len luôn. Rồi như thế thì các bạn sẽ giấu len thôi à. Cái nào thì các bạn cũng sẽ làm như thế ha. Kể cả cái hoa hướng dương cũng vậy luôn nha các bạn. Và các bạn lưu ý á, ở cái clip mà hoa hướng dương á, thì mình làm cái phần sợi á. Còn cái này mình làm len miêu cô tông luôn nha các bạn. Thì mình làm cái loại hoa bự á, để mà cho nó to to xíu. Rồi nè, thì mình cũng làm hai bên đối diện nè các bạn. Các bạn cứ đưa len vô là được nha. Rồi cái phần lá các bạn móc cái kim 4 mm cho mình nha, để mà cho nó dài ra. Với lại các bạn móc thêm cho mình cái số móc xích nó dài dài ra xíu. Thì các bạn cứ kiểm tra coi cái hoa này các bạn móc được bao nhiêu cm rồi. Thì cái phần lá khi mà chúng ta dán vào cộng với cái hoa này là được 15 cm nha các bạn. Đó, tùy theo cái tay móc của mỗi người. Đối với mấy cái này thì nó cũng tương tự như thế. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ giấu len. Một lát nữa các bạn sẽ giấu len ha. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần này. Những cái mẫu tiếp theo á, mình để mình sẽ làm một cái clip khác mình hướng dẫn cho các bạn ha. Clip này nó hơi dài rồi á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc, sẽ nè, chúng ta sẽ lấy cái keo nến á. Các bạn sẽ bắn cái keo này ở phần chính giữa thôi ha. Sau đó là các bạn sẽ ốm vào. Đây các bạn. Đó, chúng ta chỉ làm cái phần nhụy thôi. Rồi các bạn sẽ giữ ở đây vài giây. Rồi bên cái đối diện thì chúng ta cũng sẽ làm y hệt luôn ha. Đó, rồi chúng ta sẽ giữ lại vài giây. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mình sẽ để ở đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần nút này nè các bạn, nút len. Thì mình sẽ sử dụng cái mặt này ở phía trên nha. Mình không có sử dụng cái mặt này. Mặt này thì chúng ta sẽ để bắn keo ở phía dưới. Rồi bắn keo như thế nha các bạn. Rồi các bạn sẽ ốm nó
vô ngay chỗ chỗ nào cũng được chứ, thì các bạn cứ ốm vô cái phần này. Ở bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự luôn ha. Khi mà ốm vô các bạn nhớ giữ cái tay như mình vậy đó, để mà cho nó chắc chắn hơn các bạn, nó không có bị sứt keo nha. Rồi bên đây như vậy là mình cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Nè cái này nè, nó chưa có bung ra nè, mình canh chỉnh cho nó bung ra cho nó đẹp. Rồi mình cũng sẽ để bên đây. Còn cái này thì các bạn cứ cứ móc cái nút cùng màu, các bạn sẽ bắn keo ngay cái nút đó, rồi chúng ta sẽ ốm ngay chính giữa ha. Ở đây là ngay chính giữa giống như thế này. Rồi những cái mẫu ví dụ như cái mẫu này nữa mình sẽ thay cái mẫu khác ở cái clip khác ha các bạn. Còn mấy cái này thì có hướng dẫn hết rồi thì các bạn cứ việc trang trí thôi ha. Mình sẽ đeo mẫu cái này để mà cho các bạn nè, đeo mẫu ở cái chiếc khẩu trang thôi. Còn ví dụ như mấy cái này nè, các bạn chỉ cần là bắn keo ở chính giữa cái chỗ này rồi các bạn sẽ dán vô thôi ha. Chúng ta sẽ chừa ra chỗ này, đừng dán bít luôn nha các bạn. Dán bít luôn vô là nó không có chỗ để mà nó bám lại á. Rồi mấy cái này là mình sẽ để link hướng dẫn ở phía dưới hết luôn ha. Ở đây là cái mặt trước của cái chiếc khẩu trang, thì các bạn sẽ quay ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ luồn nè, chúng ta sẽ luồn từ đây qua đây. Khi mà đeo vô thì các bạn sẽ luồn trước như thế này đi ha. Rồi khi mà luồn xong rồi á, bên cái lỗ tai bên đây các bạn cũng sẽ kéo cái này qua luôn đó, cho nó nằm chính giữa nè các bạn. Sau đó là các bạn từ đây, các bạn nó sẽ đối diện với cái mặt của các bạn rồi nè, đây ở phía sau của mình này nè. Rồi các bạn cứ luồn cái cọng dây này nè qua bên cái bông này nữa là được rồi đó các bạn nè. Như vậy là nó sẽ nằm ở chính giữa, nó chính giữa luôn như thế này nè các bạn. Nó giữ lại cho mình luôn nè. Đó, rất là tiện lợi luôn đúng không các bạn. Đó, nó sẽ canh chỉnh ở phía dưới và nó sẽ như thế này. Rất là đẹp luôn. Thì cái nào nó cũng sẽ tương tự như thế hết à các bạn. Đó, khi mà mình muốn tháo ra thì mình gỡ cái cọng này ra, rồi mình rút ra là xong. Rồi mình đổi sang cái mới, cái mới cũng tương tự như thế luôn. Thì mình làm thêm cái này nữa cho các bạn nè. Cứ luồn qua cái cọng đầu tiên này, sau đó là mình đeo lên. Rồi sau đó là lấy cái tay luồn ở phía sau á, các bạn sẽ luồn này qua. Rồi canh chỉnh nó ở chỗ này. Khi mà các bạn nó khi mà trên mặt mình á thì nó sẽ dễ làm hơn đây ha. Ở đây là tại vì cái này nó không có gì hết nè, nó đâu có căng ra đâu. Nè các bạn cứ luồn qua đây. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Đó, ở đằng sau này người ta đi, khi mà cái khẩu trang mình ở đây không thì nó hơi chóng chóng ha. Khi mà mình có trang trí gì ở phía sau cái nó nổi bật liền đúng không các bạn. Còn mấy cái này cũng dễ thương nữa nè, đó, đeo vô rất là dễ thương luôn đó các bạn. Đó, nó sẽ dính vô như thế này nè ha. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích những cái mẫu tay giả này của Mimi Handmade nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện những cái mẫu tay giả này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.